đặc biệt ấy là trường hợp là con Vũ bị bà Đức bắn tên và Hoa Đà chữa trị ấy, là một cái tình huống fake. Xin chào mừng các bác và các bạn quay lại với chương trình Nông Dân Bình Tam Quốc của tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái câu chuyện bịa đặt, tạm gọi là những câu chuyện fake về con Vũ, con Vân Trường. Thì xoay xung quanh cái chiến dịch có thể gọi là lớn nhất mà ông trực tiếp chỉ huy, đó chính là chiến dịch tương đương Phàn Thành. Ông đã dẫn quân Kinh Châu lên vây hãm vùng tương đương Phàn Thành đấy. Thì xung quanh những cái chiến dịch đấy thì có hai cái câu chuyện fake mà gọi là khá nổi bật, mà bấy lâu nay chúng ta cứ ngỡ nó là chuyện thực đấy. Đầu tiên ấy chính là cái chuyện mà ông bị Bàng Đức bắn tên thuốc độc và Hoa Đà phải cạo xương để chữa thương. Thì thực sự đấy, cái tình tiết quan Vũ bị trúng tên thuốc độc và phải cạo xương chữa thương là những cái tình tiết mà hoàn toàn có thực. Nhưng cái thời điểm mà quan Vũ bị bắn tên ấy thì không phải là tại cái trận Phàn Thành đánh với Bàng Đức, mà ở thời điểm khác. Và cái người trị thương cho quan Vũ ấy cũng không phải là Hoa Đà nữa, bởi vì Hoa Đà đã chết trước đó 11 năm rồi. Hoa Đà chết năm 208 mà trận tương đương Phàn Thành diễn ra năm 219. Như vậy là một tình tiết hư cấu. Thì như chúng tôi đã nói trong nhiều clip đấy, thì La Quán Trung ấy trong nhiều chương của Tam Quốc ông đã hiện thân thành La Kim Dung mất rồi, ông thành Kim Dung mất rồi, một tiểu thuyết gia mất rồi chứ không phải là một người viết sử nữa. Cho nên những cái chi tiết ông đưa vào thì mang tính chất là tiểu thuyết rất là cao. Cho nên chuyện mà quan Vũ bị bắn tên đấy là thứ nhất là thời điểm bắn ấy là không biết, thứ hai đấy người bắn là không biết, và thứ ba đấy người chữa thương ấy nào chỉ là một cái giống như một cái nhân viên quân y ở trong quân đội của thủ khán chữa cho thôi, chứ không phải là Hoa Đà. Hoa Đà đã chết từ trước đó đến rất là lâu rồi. Còn trong cái chiến dịch tương đương Phàn Thành đấy, cái trận Phàn Thành, trận thủy chiến tại Phàn Thành là một trong những trận đánh mà để đời của quan Vũ, là trận đánh mà người ta đề cao quan Vũ về mặt tức là văn ấy, về mặt cơ mưu đấy, tức là đã đắp cái ngăn cái dòng nước sông Hán thủy để cho nó làm ngập doanh trại quân Tào, giống như kiểu là Tào Tháo mà đánh Nữ Bố đấy. Nhưng kỳ thực thì không phải, mà năm đấy đấy là lũ của sông Hán thủy nó lên cao bất ngờ, thậm chí cả những cái người mà trấn giữ ở cái khu vực đó lâu năm như là Tào Nhân cũng không thể dự đoán được. Trong khi đó là quan Vũ trấn giữ tại Kinh Châu thì quân lính đã quen thủy chiến rồi, cho nên là đồ nghề thủy chiến có sẵn, cho nên đã lợi dụng cái mực nước lũ dâng cao bất thường ấy, nó dìm ra cái mực nước đó đấy, nó dìm doanh trại quân Tào. Và quan Công với cái ưu điểm là thủy chiến, bởi vì đóng quân ở Kinh Châu mà, cho nên là quân lính của quan Công thủy chiến rất là giỏi. Trong khi đó đấy, quân của Tào Tháo ở phương Bắc chủ yếu là quân thiết kỵ, cho nên cái thủy chiến của họ không thể bằng quân Kinh Châu được. Cho nên quan Công ấy đã lợi dụng thời tiết và cái ưu thế đánh thủy quân của mình và chiến thắng được Bàng Đức là như vậy, bắt sống được cả Bàng Đức và Vu Cấm trong trận đó. Tất nhiên là cũng thể hiện được cái sự tính toán và cũng như là việc mà lợi dụng được thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng đã là một cái người cực kỳ tài giỏi rồi. Đấy, mình ấy, nhiều khi mình làm những clip này có những bạn fan của người này người khác ấy hay bình luận nói theo kiểu là mình dìm hàng ấy. Mình không cố dìm hàng đâu, mình chỉ cố gắng đi tìm những cái phần lịch sử nó rơi rớt lại hoặc là đối chiếu so sánh hai chi tiết thôi. Kể cả những cái người viết sử đấy họ cũng mâu thuẫn với nhau, nói gì chúng ta đâu, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thần thánh hóa một cái nhân vật mà chúng ta yêu quý thì tự dưng là chúng ta càng tuổi về sau đấy, càng tuổi về già đấy thì chúng ta sẽ hiểu chúng tôi hơn. Chúng tôi cố gắng đi tìm những cái gì mà nó gần nhất với sự thật thôi, chứ còn lịch sử diễn ra hàng bao nhiêu ngàn năm rồi thì chúng ta không có cách nào mà biết hết được, đúng không ạ? Đấy, thì trong cái chiến dịch tương đương Phàn Thành có hai cái câu chuyện nổi tiếng đó, thì hôm nay chúng tôi dẫn ra ấy là các nhà sử học không đồng ý với quan điểm đó. Và đặc biệt ấy là trường hợp là con Vũ bị Bàng Đức bắn tên và Hoa Đà chữa trị ấy, là một cái tình huống fake.